Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Thì vị trí em đang đứng ở đây thì em có nhận quay bán thửa đất có diện tích là được 40 công nha cô chú anh chị. Thửa đất mình là được 100 mét mặt tiền. Nó tiếp giáp với đường đá xanh. Hiện tại con đường này thì ô tô tải 5 đến 7 tấn là đi vi vu luôn cô chú anh chị. Ở đây là có điện nước sạch, nhà cửa dân cư hiện hữu nha. Đường ở đây rất là lớn luôn. Ở đây điện 3 pha. Còn trước miếng đất mình tiếp chấp thêm một con kênh nữa cô chú anh chị. Kênh ngang khoảng hơn 20 mét nha. Ở đây thì ghe lúa khoảng 1-200 tấn là lưu thông. Kênh ở đây kênh nước ngọt quanh năm. Kênh rất là thông thoáng luôn. Kênh này thì xong thông ra ngoài con kênh dầm cỏ tây nha cô chú anh chị. Mình đi thẳng hướng này thì mình về tới Đức Hòa, Đức Huệ khoảng hơn 30 km thôi. Còn lên tới thành phố Hồ Chí Minh khoảng thêm 40 cây nữa là 70 cây là mình sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh nha. À, thành phố Tân An và bên Tiền Giang. Mình về đến đây mất khoảng 60 km thôi. Từ vị trí này mình ra đến thị xã Kiến Tường khoảng 6 km thôi cô chú anh chị. Ngược lại là mình đến trung tâm của một khóa mới khoảng 12 km nha. Thì ở đây chủ bên em có đặt cái ống bọng này cô chú anh chị, thông ngang con đường đá xanh luôn. Mình dẫn nước trực tiếp từ ở dưới con kênh lớn lên. Cách mình thì vô tới cái người đi đó cô chú anh chị là 90 mét và nó nở hậu ra là được 160 mét nha. Ở đây thì nằm trong cái diện đê bao, ba vụ làm lúa quanh năm nha cô chú anh chị. Thì cái quy hoạch của thửa đất mình ở đây là mình được chuyển lên là đất vườn nha. Cô chú anh chị mình trồng vườn thì mình cứ xin mình chuyển đổi mục đích lên cho phù hợp nha. Ở đây thì nhà nước quy hoạch sẵn rồi cô chú anh chị. Bên em thì cũng có nhận hỗ trợ cho chuyển đổi mục đích sử dụng lên cho cô chú anh chị mình. Còn đây là cái phần điện lớn nè cô chú anh chị. Điện rất lớn nha. Điện nước wifi đầy đủ luôn. Còn đó là cái phần cái nền nhà. Đất mình rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rất là thích hợp với mình đồng phường nha. Cô chú anh chị mình xem đất mình mua được đâu đất đó. Có cái nền sẵn này. Mình về đây mình cắt nhà, mình ở phía sau mình làm vườn. Thì rất là thuận tiện luôn đó cô chú anh chị. Thì trên đất mình ở đây có là khoảng 400 mét vuông là đất ở nha. Mình trồng cây ăn trái, trồng sầu riêng rất là đạt hiệu quả luôn. Dùng đất này rất là màu mỡ luôn cô chú anh chị. Ở đây thì lúa rất là tươi tốt luôn. Ở đây thì không bị phèn, không bị ngập mặn nha, không bị ngập lụt đâu. Thì đất mình nằm trong cái diện mà đi bao thì sổ sách thì hẳn hồi luôn, có thể công chứng trong ngày nha cô chú anh chị. Giá hiện tại chủ bên em đang cần bán là 150 triệu một công, tức là 1,5 tỷ một mẫu nha. Giá này cô chú anh chị mình xem đất, mình gặp ngay chính chủ, mình trao đổi giá cả với họ nha cô chú anh chị. Thì mua bán cô chú anh chị mình xem đất ưng thì mình gặp ngay chính chủ nha. Mọi thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị.